dù năm học đã bắt đầu hơn nửa tháng nay, nhưng tại một số địa phương vẫn đang xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa. Để thay thế một số trường ở Hà Nội phải cho học sinh dùng sách điện tử hoặc bản photo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các nhà xuất bản đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh. Về tình trạng thiếu sách giáo khoa năm nay, nhất là đối với các lớp thay sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới, việc các trường công bố lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 – chậm hơn nhiều so với thời gian quy định. Đặc biệt, đối với sách giáo khoa lớp 10, học sinh lựa chọn từ các tổ hợp môn học khác nhau nên các tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của các em tại từng nhà trường, từng địa phương cụ thể. Về phía các nhà xuất bản cũng có tình trạng xuất bản cầm chừng. Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 3 bộ sách giáo khoa từ tiểu học đến trung học phổ thông, gồm Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong đó, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm xuất bản phát hành hai bộ là Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Bộ cánh diều do hai nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã triển khai bám sát các địa phương, nhà trường để có thể triển khai in gấp, đảm bảo cung ứng đầy đủ theo nhu cầu.